Xin chào các bạn. Video ngày hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một cái cách để mà xử lý khi mà lọ keo 502 này đang rung dở mà nó bị đông cứng, bị kẹt lại cái đầu vòi của lọ keo nhé. Đây là cái lọ keo mà tôi đang sử dụng dở này. Khi mà vặn cái nút này ra thì nó bị kẹt cứng cái keo ở đây và rất là khó. Rồi. Và đây là cái đầu vòi mà khi mà dốc thì nó sẽ không ra nữa, không ra keo nữa, bởi vì nó cái đầu này nó bị kẹt cứng. Thì sau đây thì tôi sẽ cho các bạn một cái cách. Trước tiên thì chúng ta sẽ dùng cái kim. Đây là cái kim mà do đi kèm với lại lọ keo ở trong hộp lọ keo các bạn nhé. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái mũi nhọn của cái kim này và chúng ta khoan thẳng vào cái lỗ đấy, và như vậy là đã được. Như vậy là chúng ta đã sử dụng được. Cái cách thứ hai, trong trường hợp mà đã mất cái mũi khoan đi kèm này rồi thì chúng ta có thể sử dụng là bật lửa. Bật lửa thì chúng ta sẽ hơ cái đầu này làm sao mà nó lỏng ra, lỏng cái đầu này ra. Và như vậy thì chúng ta sẽ sử dụng được các bạn nhé. Đấy. Và trên đây là cái hai cái cách để xử lý cái đầu vòi của lọ keo 502 bị cô đặc lại, cô cứng lại, để chúng ta có thể sử dụng tiếp cái phần còn lại của cái lọ keo 502 này. À, các bạn thấy có hữu ích thì các bạn hãy chia sẻ cho mọi người cùng biết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.